Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con đừng chống cự lại kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta khi được Thiên Chúa dựng nên thì ai trong chúng ta cũng được Thiên Chúa trao ban cho mình một thứ lề luật. Nhưng lề luật đó không phải là ghi khắc ở trên những tấm bia đá, mà là ghi khắc ở trong chính tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta gọi đó là tiếng nói lương tâm, lề luật của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm luôn mời gọi chúng ta hãy làm việc lành và hãy tránh việc dữ trong đời sống của mình. Tiếng nói lương tâm là một lời mời gọi tất cả mọi người chúng ta, dù tôi biết Thiên Chúa hay tôi chưa nhận biết Thiên Chúa trong đời sống của mình, thì chúng ta phải thực hiện. Bởi vì qua chính tiếng nói lương tâm, khi tôi làm điều lành, tôi cảm thấy bình an. Và khi tôi làm điều dữ thì tôi cảm thấy bất an trong cuộc sống của mình. Bên cạnh việc Chúa trao ban cho mọi người chúng ta tiếng nói lương tâm, thì Thiên Chúa còn dựng nên mọi người chúng ta giống như hình ảnh của Ngài. Nghĩa là mọi người chúng ta được Thiên Chúa ban cho có lý trí, có ý chí và có tự do trong đời sống của mình. Và chúng ta tự hỏi tự do ở đây có nghĩa là gì? Thưa, tự do ở đây có nghĩa là tôi có quyền chọn Thiên Chúa và tôi cũng có quyền khước từ Thiên Chúa trong đời sống của mình. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều như thế này: khi tôi chọn Chúa thì điều đó sẽ đem lại hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta ở đời này và cuộc sống mai sau. Và một khi chúng ta khước từ Thiên Chúa trong đời sống của mình thì hậu quả của sự khước từ đó sẽ dẫn đưa chúng ta đến những sự bất bình an trong đời sống của mình. Khi chúng ta không chọn theo một tự do đích thực, theo ý muốn của Thiên Chúa, thì chúng ta có thể làm cho cuộc sống con người của chúng ta gây nên sự chia rẽ, bất an với nhau. Cho nên ngay từ thở xa xưa thì người ta cũng đặt ra những thứ lề luật gọi là luật của sự công bằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng chúng ta thử hỏi, lề luật công bằng mà người ta đã đặt ra trong cuộc sống, thực chất nó có công bằng hay không? Quả thật, nếu như một người có địa vị bị người khác đánh gãy một cái răng, thì phải chăng là tôi đọt lại một cái răng hay là tôi đập cho nó gãy nguyên hàm? Và thậm chí chúng ta thấy trong cuộc sống có những người vì bị xúc phạm danh dự, cho nên tôi phải đòi lại danh dự không chỉ bằng cái việc người ta xúc phạm đến mình mà gấp trăm lần. Không chỉ là đoạt mạng cái người xúc phạm danh dự của mình mà cả dòng cả họ, và đôi khi còn bị tru di tam tộc. Cho nên xem ra cái sự công bằng trong cuộc sống của người đời nó làm cho cuộc sống con người chúng ta
lại thêm những sự bất an trong đời sống. Và khi Chúa Kitô đến, Ngài mời gọi chúng ta không thể trả với nhau bằng sự công bằng đó, mà chúng ta hãy thực hiện bằng chính tình yêu mà Chúa đã ban cho mọi người chúng ta. Bởi vì một khi chúng ta lấy quán, chúng ta báo quán, thì cái quán đó chỉ chất chồng lên nhau mà thôi. Cho nên Chúa Kitô mời gọi chúng ta hãy lấy sự yêu thương để đáp trả lại sự thù địch, để nhờ đó mà trong cuộc sống con người của chúng ta mới có thể giải được những cái án oán thù cho cuộc sống lẫn nhau. Và chính Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi mang thân phận con người thì Ngài đã thực hiện điều đó trong đời sống của mình. Và tinh thần mà Chúa nói hôm nay, khi mà ai vả má bên phải của con thì hãy đưa cho nó cả má bên trái. Ai muốn đoạt áo trong thì hãy trao cho nó áo ngoài. Ai bắt con đi một dặm thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Đây không phải là những lời khiêu khích, mà là Chúa mời gọi chúng ta hãy sống tinh thần yêu thương và tha thứ trong cuộc sống của mình. Yêu thương địch thù, yêu thương những người bóc lột mình, yêu thương những người mà chúng ta làm ơn làm phước cho họ, yêu thương những người anh em của chúng ta. Bởi vì chính Đức Giêsu khi trong thân phận con người thì Ngài đã thể hiện điều đó trong cuộc sống của mình. Vậy thì Chúa của chúng ta đã thể hiện như thế nào trong đời sống của Ngài bằng chính tình yêu thương cả địch thù? Có thể nói một trong những điều mà có thể giúp cho mọi người chúng ta thấy một cách rõ ràng nhất, đó chính là khi Đức Giêsu bị treo trên cây thập giá. Theo tâm lý thì người ta nói như thế này: một người sắp chết thì họ sẽ biểu hiện hết tất cả những gì là tâm tình, là ưu tư trong đời sống của mình. Vậy thì Chúa chúng ta khi chịu chết trên cây thập giá, đứng trước những hơi thở cuối cùng, thì ba điều mà Đức Giêsu đã thốt lên và làm cho mọi người chúng ta cần phải học hỏi và bắt chước trong đời sống của mình. Cái điều thứ nhất là chính Chúa đã nói với Chúa Cha: lạy Cha, xin hãy tha cho chúng vì chúng không biết việc của chúng làm. Hóa ra điều đầu tiên mà Chúa đã thể hiện đó là tình yêu dành cho những người gọi là thù địch của mình, những người đã đóng đinh mình ở trên cây thập giá. Và điều thứ hai thì chính Chúa Giêsu đã nói với tên trộm lành: ngay trong đêm nay thì ngươi sẽ được ở thiên đàng với ta. Nghĩa là điều mà chính Chúa đã dành cho những người tội lỗi biết ăn năn hối cải trong đời sống của mình. Và điều thứ ba là điều mà chính Chúa đã nói với Đức Mẹ và Thánh Gioan: này là con của bà, này là mẹ của con. Cho nên chúng ta thấy trên thập giá, đứng trước hơi thở cuối cùng, thì Đức Giêsu đã thể hiện tình yêu của mình cho kẻ thù, cho những người tội lỗi và cho những con người mình yêu mến. Tin mừng hôm nay là một lời mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy thực hiện những điều đó trong đời sống của mình. Bởi vì qua việc tôi thực hiện việc tha thứ cho những người gọi là làm hại mình, thì đó cũng là một cách chúng ta mở cho họ, chúng ta tạo cho họ một con đường để hối cải trong đời sống của mình. Quả thật trong cuộc sống hôn nhân gia đình, nếu một người nào đó đã lầm lỗi với người bạn đời của mình mà tôi cố chấp, tôi không tha thứ trong đời sống, thì điều đó có nghĩa là tôi đang chặn lối và không cho người ta có một con đường hối cải trong đời sống. Cho nên điều trước hết, tôi tha thứ để nhờ đó mà những người có lỗi sẽ có cơ hội để làm lại cuộc đời của mình.
Và cái điều thứ hai, tôi tha thứ cho những người xúc phạm đến mình. Đó là một cách mỗi ngày chúng ta sẽ làm cho chúng ta có thêm được những người bạn và bớt đi những địch thù trong đời sống của mình. Và điều thứ ba, ai trong chúng ta đứng trước mặt Thiên Chúa thì cũng ý thức mình là những kẻ tội lỗi thấp hèn. Chúng ta luôn cầu mong Thiên Chúa tha thứ cho mình. Nhưng mà trong lời kinh Lạy Cha chúng ta thường hay đọc: Xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Hóa ra chúng ta cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho mình bằng với mức độ mà chúng ta sẽ tha thứ cho anh em của mình. Cho nên tôi tha thứ cho anh em không phải là tôi biểu hiện một thái độ của sự được coi là cao cả, mà là để nhờ đó chúng ta sẽ được Thiên Chúa tha thứ cho chính bản thân của mình có những lỗi lầm yếu đuối. Xin Chúa cho mọi người chúng ta mỗi ngày luôn hãy thể hiện tình yêu như chính Chúa đã dạy, để nhờ đó mà chúng ta sẽ xây dựng cho một cộng đoàn, cho những con người chúng ta gặp gỡ một tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Amen.